lúc em vào bây giờ là bọn em nhưng bắt đầu anh đi về luôn có ấy thôi, có vào mua cũng đưa tiền đầy đủ chứ không mà lại là đưa thì lại không đưa, thế là bọn em lại nghĩ quẩn thế nào này. Lại lấy lại chạy 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 nhưng lại không chạy, ý là muốn chạy thôi nhưng không muốn chủ động trường cướp giết gì đâu, nhưng chạy thì lại không chạy được, thế là bọn em bị dồn, thế là bọn em phản kháng lại. Thế ý định tự ra đầu thú hay là có ai vận động ra? Em tự ra đầu thú. Tối nay mà em xem nếu có lệnh truy nã em ra đầu thú, vì em không biết là em bây tội thì em không thể thoát được. Em, bây giờ em muốn ăn năn hối cải và muốn vào sửa đổi và hưởng sự khoan hồng của nhà nước.